Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu chi tiết cho các bác là về chiếc thùng nuôi ong dành cho ong lộn. Ở cái thời điểm này các bác mua ấy, thùng nuôi ong cực kỳ là rẻ. Đấy, hiện tại thì bên cơ sở bán là 160.000 đồng trên một thùng. Đấy, trong đó là chưa bao gồm cước phí vận chuyển nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết để cho các bác nắm bắt được là về cái nguyên liệu để làm nên thùng ong. Cái thứ hai nữa là về kích thước. Còn các bác đặt mua hàng ấy, thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Đấy, các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn ngoài ra thì các bác có thể là kết bạn trực tiếp vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cũng như là hai bên có thể là trao đổi trực tiếp là về cái chiếc thùng nuôi ong. Còn đầu tiên ấy thì giới thiệu cho các bác là về cái nguyên liệu gỗ để làm nên thùng ong ấy, thì bên cơ sở nhà em là chọn lựa là cây gỗ gạo. Đấy, ưu điểm của cây gỗ gạo thì các bác biết rồi. Cái thứ nhất ấy thì nó rất là nhẹ để cho các bác sử dụng, và cái thứ hai nữa là nó là cái cây gỗ tạp. Đấy, con ong nó thích nghi ở bên trong. Và gỗ tạp thì các bác biết rồi, giá tiền của nó rất là rẻ. Đấy, chỉ có 160.000 đồng giá tại xưởng luôn. Đấy, gửi tới các bác thì tùy size gần. Cái gần thì nó rơi vào tầm khoảng 45 đến 50.000 đồng tiền cước trên một thùng thôi. Đấy, rất là rẻ. Và trong đó thì các bác có thể là để được tất cả những cái vật tư về ngành nuôi ong. Còn nhà em ở Bắc Giang và miền Bắc mình thì đang trong cái thời điểm là mất điện. Đấy, mất điện năm nay nó không mưa. Mất điện thì vẫn khắc phục, cái thứ nhất là có đủ số lượng thùng gửi cho các bác, cái thứ hai nữa là cố gắng để làm sao mà kiểm soát đơn. Đấy, hàng gửi cho các bác kịp thời. Đấy, còn nguyên liệu thì là bằng gỗ gạo rồi thì các bác biết rồi. Cái thứ hai nữa là ván thì bên cơ sở nhé là làm liền ván một tấm. Đấy, dày từ 1/6 cho tới là 1/7 đã được bào trà sạch sẽ. Đấy, và tất cả những cái chi tiết như là đinh thì đều được gia công đóng thủ công bằng tay. Đấy, không bắn máy. Bắn máy thì nhiều khi đinh nó rút lên các bạn. Đấy, còn cái này thì nhà em là gia công làm bằng tay luôn. Đấy, rất là chắc chắn, đinh mút khi đóng vào gỗ rất là mút, không bật được. Và cái thùng như thế này này các bạn ơi, thùng như thế này thì ví dụ ở bên ngoài đây thì bào trà rất là sạch này. Đấy, bên trong thì nhà em chỉ cuốn qua cho hơi một lớp nhám thôi. Đấy, để cho con ong nó vẫn còn có độ sơ để nó bám ở bên trong. Còn một thùng là sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vách như thế này. Đây là vách ngăn các bạn. Đấy, còn kích thước thùng nhá, báo cáo cụ thể cho các bác. Nhiều bác cứ hỏi xem, nhiều khi không xem hết video ấy. Đấy, cứ hỏi là kích thước như thế nào không báo cáo lên video, nhưng video nào em cũng báo cáo các bác. Đấy, các bác xem thì lưu ý là xem hết video. Đấy, tất cả những cái gì chi tiết thì em đều giới thiệu hết ở bên trong rồi. Đấy, kích thước cơ bản ở trong lòng của nó tính từ mép tay em. Đấy, sang bên này nó là 26 này. Chiều cao tính từ đáy. Đấy, lên đến cái thành này là 27 này. Chiều dài là 42,5. Thì đây là cái kích thước tiêu chuẩn của cái thùng nuôi dành cho ong lộn. Đấy, các bác sử dụng nuôi mùa hè được và mùa đông được. Đấy, mùa hè thì nó rất là rộng, nó thoáng mát, còn mùa đông thì nó cũng không phải là cái thùng rộng quá. Đấy, nó vẫn giữ được cái nhiệt độ tốt để cho đàn ong nó thích nghi ở bên trong. Còn những cái chi tiết ví dụ như là cái cửa này đều được làm hết rồi. Đấy, cửa thì xẻ rãnh, các bác về cho ong đi làm các bác lấy cái mũi dao các bác cậy ra là được thôi. Đấy, còn cái này thì quay lại thì nó rất là khít này. Đấy, quay lại thì nó khít thì khi các bác vận chuyển ong đi đó thì nó sẽ không bị là cái đàn ong của các bác là nó bị thò quân thừa quân ra ngoài đó. Đấy, con thùng thì tiêu chuẩn nhá, số lượng thì nhà em bán những số lượng lớn thì giá lúc nào nó cũng rẻ. Còn các bác nào ở gần tỉnh thành Bắc Giang mà muốn mua ấy, thì các bác có thể là đến trực tiếp đấy tại xưởng xem. Đấy, cái giá ok để các bác bốc xe. Còn ví dụ bác nào mà muốn phí vận chuyển mà rẻ hơn thì các bác có thể là đặt 100 thùng thì bên cơ sở là có xe chở tận nhà và các bác sẽ hỗ trợ một ít tiền cước thôi. Đấy, ví dụ như bưu điện thì là 100 thùng thì nó rơi vào tầm khoảng ví dụ như là 5 triệu chẳng hạn, thì các bác ở gần cách nhà em tầm khoảng 100 cây hoặc là 50 cây thì các bác chỉ hỗ trợ vài triệu lửa, chứ nói chung là lửa số tiền đấy tầm khoảng 2 triệu rưỡi tiền cước là bên cơ sở nhà em chở được rồi. Đấy, còn ngoài ra thì bên nhà em là bán tất cả những cái vật tư về ngành nuôi ong, thì các bác đang thiếu cái gì thì liên hệ nhé, để số điện thoại góc màn hình video ấy. Bây giờ chào các bác nhé.